Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Những con đường rẽ của nhà văn Lê Văn Trương. Tác phẩm được nhà xuất bản Tân Dân Hà Nội phát hành năm 1941. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2. Hợi nhìn những viên thuốc đen đen lưỡng lự, liền lúc ấy cái thai đạp. Hợi rú lên một tiếng, ném tung vốc thuốc ra cửa sổ rồi òa khóc. Em không thể thế được đâu. Yến kinh ngạc không hiểu. Thế nghĩa là nghĩa lý gì? Muốn ra sao thì ra, chứ thế thì không được. Thôi lạy chị thương em. Mồm tuy nói em, nhưng trong tâm hồn rên rỉ lên một tiếng nó. Yến nhìn Hợi một lát. Thế bây giờ chị định tính thế nào? Em chưa biết tính thế nào cả. Chị không thể lấy y được. Em hiểu, y có lấy em cũng không lấy. Em khinh y lắm rồi. Chị cũng không thể đẻ ở nhà. Em đã hiểu. Thầy mẹ chị biết thì chị chết. Mẹ chị thì còn khả trợ, chứ thầy chị thì ghê lắm. Em biết rồi. Chỉ chừng hơn tháng nữa là chị không thể nào giấu được. Chính thế. Mà thế nào chị cũng phải đẻ. Đẻ thì cả tỉnh này biết, rồi họ đồn ầm lên. Có khi họ lại còn làm vè để mai mỉa chị và thầy mẹ chị. Em biết lắm, em biết lắm lắm. Thế tại làm sao chị lại ném thuốc đi? Hợi ngần ngừ một lát. Em cũng không hiểu. Yến nghệnh chân nhìn qua cửa sổ. Thuốc tung tóe rơi cả xuống kia, còn uống với chát gì được nữa. Lấy được khó lắm. Em phải giấu giếm, không nhỡ người ta biết thì khốn. Thôi được, thế để mai tôi sẽ lại nhờ người lấy cho chị. Mai uống cũng chưa muộn cơ mà. Hợi lặng thinh. Chị phải biết, vì tình chị em cùng cảnh nên tôi liều. Chứ đi lấy nhỡ người ta ngờ cho em thì chẳng còn ra thế nào. Hợi nắm tay bạn. Em hiểu, chị thương em lắm. Chị muốn thành toàn cho em. Thế tại sao lúc nãy lại thế? Hợi lắc đầu một cách ngao ngán, rồi rưng rưng nước mắt. Em cũng không hiểu. Đó là một sức mạnh trên em. Yến hình như hiểu, bèn nắm chặt lấy tay bạn. Trước em cũng sợ tội như chị, nhưng sau nghĩ cho cùng, nếu không thế thì một khi để rồi còn tội gấp 10. Cha mẹ giày vò, họ hàng chế giễu, hàng tỉnh người ta châm biếm, và sau này mình còn hòng lấy ai được nữa. Chị đừng nghĩ lẩn quẩn, chẳng tội tình gì đâu. Nó còn là cái trứng, nó còn là giọt nước, nó biết gì mà nó oán. Hợi hiểu ngay những câu này là do mẹ Yến đã nói mới Yến trước kia. Chứ Yến đâu có biết nói như thế. Nàng lau nước mắt. Em không sợ tội. Thế ta làm sao lại không chịu uống? Thôi để mai em lại đi lấy cho chị. Chị cứ can đảm mà uống, công hiệu lắm. Người ta rồi dần dần quên đi. Đấy, chị xem em cứ êm như ru. Nếu không thế, có lẽ bây giờ em đang khổ sở biết bao. Thôi chị đừng buồn nữa. Chiều nay cứ đi thu họ đi. Mai em lại lấy đem đến cho. Mai thì thế nào chị cũng phải uống đấy nhé. Hợi lại òa khóc rồi ôm lấy bạn. Em không thế thế đâu. Chị thương em. Đoạn 2. Hợi chưa được biết Hà Nội bao giờ. Hôm nay nàng xuống ga thấy người đi kẻ lại tối mắt. Nàng bỗng thấy run sợ, nhưng nàng cũng thấy nhẹ nhõm cả người. Nàng không còn sợ ai nhìn vào cái bụng của nàng nữa. Sau 3 đêm nghỉ ngơi, nàng quyết định trốn đi để đẻ nuôi đứa con. Nàng không cần nghĩ đến tương lai của nàng, nàng chỉ cần nghĩ đến sự sống của nó. Ở nhà thì nó phải chết. Tình mẫu tử ở trong nàng mạnh hơn mọi sự tính toán, mạnh hơn tất cả. Đến đây không một ai quen thuộc, không một kế sinh nhai, nhưng nàng không lo. Nàng chỉ lo cha mẹ nàng dò thấy tung tích bắt nàng về mà thôi. Xách vali ra khỏi ga, nàng không biết đi đâu. Yến đã cho nàng mấy cái địa chỉ, và chính nàng cũng có quen một vài người chị em lấy chồng làm việc nhà nước ở đấy. Nhưng nàng đều không dám đến,
vì nàng sợ rằng họ có thể thông tin về nhà. Tuy nàng đã để một bức thư thống thiết xin nhà đừng có đi tìm và coi nàng như chết rồi, nhưng nàng biết thế nào cha mẹ nàng cũng đi lùng tìm, và có lẽ hiện bây giờ những người đi tìm đang đáp chuyến tàu sau nàng. Hoảng hốt, nàng quay lại rồi gọi xe, cũng chẳng biết mặt cả đi đâu. Anh xe thấy nàng ngớ ngẩn liền phát gắt: "Thì cô đi đâu phải nói, tôi mới biết đường kéo chứ." Lúc này nàng sực nhớ đến Hồ Gươm, cái tên thường được nhắc nhở ở trong các tiểu thuyết. Nàng nói liều: "Bờ hồ." Anh xe kéo nàng đến chỗ ga tàu điện lại hỏi: "Nhưng cô đổ ở đâu?" Sợ anh xe nghi, nàng nói ngay: "Ở đấy." "À, thế ra cô đi Hà Đông. Thế thì ở ngay ga chờ ô tô có phải đỡ được dăm xu xe không?" Nàng chờ anh xe đi khỏi rồi xách vali lững thững đi quanh bờ hồ. Vali nặng, chốc chốc nàng phải dừng lại để nghỉ. Nàng nghỉ ba chặng thì đến trước cửa cẩm hàng trống. Trông thấy cái ghế đá, nàng mừng rú. Lúc ấy ghế đá đã có hai chàng thanh niên ngồi. Thấy nàng muốn nghỉ, hai chàng liền ngồi xịt lại một góc để nhường chỗ cho nàng. Nàng ngồi xuống thì thấy mồ hôi đã vã ướt đầm áo và khát nước một cách ghê gớm. Thấy cái vẻ mặt ngơ ngác của nàng, một chàng thanh niên hỏi ngay: "Tôi chắc bà ở xa lại nên mới có cái vali to thế kia." Nàng không thể không giả nhời: "Thưa vâng." Chàng thanh niên trỏ cái vali: "Ở đây lắm kẻ cắp cướp giật lắm, bà phải coi chừng. Bà nên để vali lại gần bà." Hợi giật nảy mình, sờ ngay tay vào lưng, bọc bạc nàng để vào tận túi áo trong vẫn còn. "Ấy, bà phải luôn luôn để ý, chứ sơ ý một cái là tiền ở tận trong túi chúng nó cũng cắt được." Nàng nhìn xuống ba đôi vòng ở tay, đứng dậy kéo chiếc vali lại gần mình, rồi bâng khuâng nhìn ra mé hồ. Lúc ấy đã quá trưa, mà từ sáng đến giờ nàng chưa ăn cơm. Trong khi ruột đang bối rối như thế, đói thì kệ cũng chẳng đói lắm, nhưng nàng thấy khô cả cổ. Hai chàng thanh niên thấy nàng có nhan sắc, lại ăn mặc sang trọng, lại vàng đeo đầy người, liền ước đoán nàng là hạng người gì, rồi thì thầm với nhau bằng tiếng Tây. Họ tưởng nàng không biết. Rồi chàng thanh niên áo trắng gợi chuyện: "Bà ở đâu về, và bây giờ bà định đi đâu?" Nàng lặng thinh, thấy nàng không đáp, chàng thanh niên hình như ngượng, liền nói chữa thẹn với bạn. Vốn đã sẵn có một tấm lòng bực tức với đàn ông, lại thấy hai chàng dở lối ông bướm, nàng phát tức quay ngay sang: "Tôi tưởng người vô lễ là ngài, tôi với ngài không quen thuộc thì cớ gì ngài hỏi tôi?" Chàng thanh niên thẹn đỏ mặt, chưa biết giả nhờ làm sao, thì người ngồi bên cạnh vội đỡ lời hộ: "Không, chúng tôi không có ý gì là sằng bậy đâu. Thấy bà người phương xa lại, bỡ ngỡ ở đất Hà Nội, chúng tôi muốn hỏi xem bà có cần dùng gì để chúng tôi giúp đấy thôi." "Thế thì cảm ơn ngài, nhưng tôi không cần dùng gì cả. Tôi ngồi chờ một người chị em, người ta hẹn tôi ở đây." Hai chàng thanh niên liền đứng dậy: "Vậy thế thì chúng tôi xin chào bà." "Chào hai ngài." "Không cần dùng." "Nàng cần dùng nhiều lắm. Nàng cần dùng thuê một gian nhà nhỏ, nàng cần dùng một chỗ ở. Nhưng nàng không biết hai chàng thanh niên là người thế nào, nên nàng không dám nhờ. Và cái mà nàng cần dùng ngay là một hiệu cao lâu để ăn cơm. Những nơi quen nàng không thể vào, trừ ra khi cùng lắm không thể tìm được một chỗ ở khác. Lúc ra đi nàng đã có chủ định, nhất quyết là nàng không về. Nàng phải tìm lấy một nghề nghiệp gì hay một sự buôn bán gì để nuôi mình và nuôi đứa con. Nàng lấy các đồ vàng và những tiền họ đem đi, cộng chừng hơn 500 đồng. Có thể chờ đến khi đẻ xong. Nhưng khi đẻ xong rồi thì việc mưu sinh là một thứ rất cần, nếu nàng không muốn xa con và trở về tỉnh Thái Bình để chịu nhục. Nàng đã tính ở trong đầu nhiều kế hoạch và nhận trước mọi sự đau đớn để cho cái tình mẫu tử được toàn vẹn. Ở nhà nàng cả quyết lắm, nhưng lên đến đất Hà Nội mênh mông, nàng thấy mình như chim trích vào rừng. Lòng cả quyết đã hơi lung lay. Ngồi ở đây khát nước xe cả mồm, nàng còn không biết tìm chỗ nào để lấy nước uống, thì còn làm sao mà sống tự lập về sau này, trong khi dưới nách lại có một đứa con mọn. Nàng tự khinh mình là hèn nhát, nếu cứ e lệ sợ sệt thế này thì còn nên cái trò trống gì. Cái thai vì từ sáng đi tàu vất vả cứ cựa luôn.
Nàng lấy tay xoa bụng, rồi thu hết nghị lực, cất tiếng gọi hai chàng thanh niên lúc ấy đã đi quá chỗ nàng 15 bước. Này, hai ngài, lại tôi nhờ chút việc. Hai chàng thanh niên nghe tiếng nàng gọi liền quay lại. Nàng sực nhớ đến một đoạn đọc ở trong một quyển tiểu thuyết. Nàng mở đầu: Tôi có thể tin ở danh dự của hai ngài không? Một người sốt sắng nói ngay: Bà có thể tin. Nếu bà có việc gì nhờ chúng tôi thì chúng tôi xin hết sức. Tôi vì cảnh gia đình nghiêng ngửa không thể ở nhà được, và từ đấy cũng không thể trông cậy vào ai được. Vả tôi cũng không thích nhờ vả ai. Bất cứ... Nói đến đây nàng dằn từng tiếng: Tôi muốn lên Hà Nội tìm cách mưu sống và để nuôi cháu sau khi sinh cháu. Tôi lại không quen ai. Tôi muốn hai ngài tìm hộ tôi một chỗ ở, một chỗ ở tử tế mà phải giả ít tiền, vì tôi thì không giàu. Vậy hai ngài có thể giúp được tôi không? Hoặc giả tìm chỗ ở trọ ăn cơm tháng, hay dán hoặc thuê được một gian nhà nhỏ, tôi thổi nấu lấy cũng được. Bởi sau khi sinh cháu, thế nào tôi cũng phải thuê nhà. Nàng vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào mặt hai chàng thanh niên để dò la ý tứ. Chàng áo trắng trả lời ngay: Hay thế mời bà về nhà tôi, ở với thầy mẹ tôi và các em gái tôi. Hợi ngần ngừ: Nhưng thế này thì không phải. Ngài cho tôi biết cảnh gia đình của ngài. Bởi tôi là gái có chồng, tôi cần phải tránh nhiều điều dị nghị. Chàng áo trắng chưa kịp trả lời thì chàng thanh niên bận quần sót liền nói ngay: Ở nhà anh không tiện, hai cụ anh khó tính, và anh thì chưa vợ mà ba thì đã có chồng. Sợ có nhiều điều dị nghị, nó làm khó chịu cho bà và cả cho anh nữa. Tôi thì có vợ rồi, nhưng nhà tôi nghèo và chật, lại ở ngoại ô. Sự ngay thẳng của người này làm cho Hợi tin ngay. Thôi thì liệu thế nào là phải, ngài cứ dạy. Trăm sự tôi xin nhờ ngài, vì tôi thú thật, tôi bỡ ngỡ lắm. Chàng quần cục ngẫm nghĩ một khắc rồi bảo chàng áo trắng: Nếu anh nói được cho bà ấy ở nhà bà thím anh thì rất tiện. Tiện? Thím tôi hóa chồng, có mấy đứa cháu nhỏ, nhưng biết thím tôi có bằng lòng không? Và lại nói thật bà đừng giận, thím tôi tính cẩn thận, lại không biết lai lịch bà ra thế nào. Hợi chưa biết giả nhờ ra sao thì chàng quần sót đã vội vàng hỏi: À, bà bảo sau này bà cần phải thuê một gian nhà nhỏ có phải không? Vâng. Nếu thế thì tiện lắm. Cách chỗ tôi ở mấy nhà có một cái gác trong, dán biển cho thuê. Hay bà lại thuê. Bà muốn nấu nướng thì nấu nướng, không thì bảo chủ nhà ngoài nấu cơm cho ăn cũng được. Và nếu người ta không bằng lòng thì bà sang ăn bên nhà tôi cũng gần. Nhưng gian nhà thuê phỏng độ bao nhiêu chứ? Ở ngoại ô thì rẻ, cái gác ấy cũng không rộng. Trước kia họ cho thuê 4 đồng, không biết bây giờ họ lấy bao nhiêu. Thế thì tôi có thể ở được. Vâng, thế bây giờ hãy xin mời bà về nhà tôi, rồi chúng ta sang xem nhà. Bà chưa sắm được đồ đạc thì hãy sang tạm ở bên tôi vài hôm cũng được. Nhà tôi người hiền lành tử tế và rất tin tôi, bà không cần phải nghi ngại điều gì. Lời nói khúc chiết của chàng thanh niên làm cho Hợi vững dạ. Vâng, thế thì xin nhờ ngài. Thế nhà có gần đây không? Tôi đã bảo ở ngoại ô, chúng ta phải đi xe. Bà đưa vali đây, tôi xách giúp. Thôi, tôi chả dám phiền ngài. Không sao, bà có chữa. Xách nặng, nhỡ một cái. À quên, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là Chữ, làm ở nhà buôn. Bạn tôi là Khả, đang đi học ở cao đẳng. Xin các ngài cứ gọi tôi là Hợi. Mời bà ngồi chơi tạm đây, để tôi vào gọi nhà tôi ra. Chúng tôi chỉ phải cái nghèo thôi. Hợi nhìn chung quanh thấy đồ đạc sơ sài, nó chứng tỏ sự nghèo nàn, nhưng trong cái nghèo nàn có một cái gì lương thiện làm cho người ta tin. Chữ ở trong buồng một lát rồi đi ra. Hợi đồ chừng chàng nói với vợ về chuyện mình: Nhà tôi vừa mới ở cử, sợ gió, xin mời bà vào trong này. Nhìn thấy vợ Chữ, Hợi mới hết phập phồng. Vợ cũng như chồng, sự ngay thẳng ở ngay trên đầu lưỡi. Tôi nghe nhà tôi nói chuyện, tôi cũng giá nhà tôi rộng thì xin mời bà ở đây với chúng tôi ngay. Nhưng bà xem đó, nhà chỉ có 2 cái giường, ngoài kia thì u già với 2 cháu. Gian nhà bên ấy cũng mát mẻ và kín đáo. Còn cơm nước thì một mình bà chả cần phải thổi nấu, cứ sang đây rau dưa với vợ chồng tôi. Xin cảm ơn ông bà, tôi lỡ bước thế này mà gặp ông bà.
thì người ta ở đời giúp nhau, bà trông còn trẻ lắm nhỉ. Thưa bà, năm nay tôi mới có 19, xin ông bà cứ gọi tôi bằng cô thôi. Tôi như tuổi em ông bà, ông bà gọi thế làm cho tôi ngượng quá. Đồ đạc bà chưa có thì mai tôi bảo bà Phán bên cạnh hãy cho bà mượn tạm cái giường, hay nếu bà bằng lòng mua thì bà ấy cũng bán. Bên ấy thừa nhiều đồ đạc vì nhà chợt không bày hết, mua cũ thì nó rẻ hơn. Thôi, tôi nghèo chỉ cần những cái rẻ. À, tôi nghe nhà tôi nói bà muốn mưu sống ở đây khó lắm, đến như nhà tôi thật là cái gì cũng biết mà còn bị thất nghiệp 3 tháng nay. Nếu tôi không biết dành dụm thì lúc này đành là chết đói. Còn như buôn bán thì ít vốn, thật chẳng còn biết buôn bán gì. Mà trông bà như thế thì buôn bán vất vả, bà chịu làm sao được. Nghe vợ Chữ nói thế, mối lo của Hợi hiện ra mặt. Chữ liền rầy ra vợ: chưa chi thì mình đã nói để cho bà nản chí, giờ xin voi trời xin cỏ, nào có ai chết đói bao giờ. Tôi thất nghiệp là vì tôi không làm những chỗ lương ít, chứ tháng vài ba chục thì kiếm đâu trả được. U già đun nước mang lên, hai đứa con của Chữ cũng theo U già từ dưới bếp lên. Hợi giơ tay kéo chúng lại gần: các cháu trông khấu nhỉ, ông bà nghèo nhưng được con thế này. Vợ Chữ chép miệng: lo lắm bà à, chúng nó đùa như phá, đôi qua cả ngay. Bà tưởng tượng, nếu thiếu cho chúng nó một bữa, sau này chúng nó còn học hành, nhà tôi thì lại tính hoang. Ấy chỉ vì lo cho các cháu, tôi phải hết sức dè sẻn. Vợ chồng lâu lâu có ngày nhà nhau chỉ ở chỗ ấy. Chữ pha nước, Hợi làm luôn mấy chén. Tôi thật khát nước từ sáng, muốn uống quá mà không biết uống ở đâu. Vợ Chữ bật phì cười: thì tôi có ra Hà Nội bao giờ đâu. Thế quê bà tận ở đâu? Chữ vội xen vào: thì mình hỏi bà làm gì, chỉ biết vì sự hạnh ngộ vợ chồng mình gặp bà thế là được rồi. U già cầm chén nước ra cho bác Khả. Anh Khả cũng ở ngoài đấy ấy à? Ừ, tôi với anh ấy gặp bà ở bờ hồ. Quay sang Hợi: thế chắc là bà đói. Hợi không giấu giếm: vâng, tôi chưa ăn cơm sáng. Chữ nói ngay: lúc nãy bà nói với tôi rằng bà nghèo, mà nhà tôi thì bà trông đấy, chẳng giàu với ai. Tôi đi chơi lang thang, hiện cũng chưa ăn cơm sáng. Vậy xin mời bà xơi cơm với tôi. Tôi bảo U già mua thêm mấy xu chả nữa, có thế mới thật thà với nhau. Nhưng bà đừng sợ thiếu cơm, nhà tôi có trẻ, bao giờ cũng phải thổi dư. Rồi đây bà ở gần chúng tôi, còn đi lại với nhau nhiều. Hợi chưa giả nhờ ra sao thì vợ Chữ đã lại nói: xin bà xơi với chúng tôi lưng cơm, rau dưa thôi. Thật quả chỉ có ít thịt kho và đậu rán. U già, đi mua hào chả này. Hợi rất không muốn, nàng chỉ muốn gọi hàng phở ăn qua loa. Nhưng nàng thấy không thể từ chối đối với những người đã mời mình một cách thành thực và giản dị như thế. Vâng, thì ông bà đã cho ăn. Cơm xong, bà nghỉ ở đây một chút, rồi nhà tôi sẽ đưa bà đi xem nhà và sắm đồ. Đứa bé lúc ấy đang ngủ cạnh mẹ bỗng thức dậy khóc the thé. Vợ Chữ vội vàng bế để ru: thưa bà đẻ được mấy ngày? 12 hôm. Tôi mới ở nhà hộ sinh về được 2 hôm nay. Nhà hộ sinh ở gần đây, ngay đầu phố. Rồi vợ Chữ nhìn xuống bụng Hợi: thế bà cũng định đẻ ở đây à? Hợi mặt đỏ tía tai, ấp úng giả nhời: thưa vâng. Đêm đầu tiên Hợi phải ngủ một mình ở trong gian nhà gác. Chẳng những Hợi cảm thấy một cô quạnh giá lòng, nàng lại còn thấy sợ lạc khác. Nàng sợ đủ thứ, sợ ma, sợ trộm, sợ tiếng chuột chạy, sợ cái đêm tối, sợ tất cả. Nàng sợ chỉ vì nàng có một mình, nàng thấy mình cô đơn trước ngày mai, trước mọi sự bất ngờ. Khi cánh cửa đóng lại phân cách nàng với tất cả mọi người, nàng đã thấy sợ gai ốc. Mà đến khi ngọn đèn tắt đi, nàng thấy rùng mình. Nàng lại vội vàng đánh diêm thắp đèn. Nhìn chung quanh thấy mọi vật vẫn y nguyên, nàng bỗng cười mình rồi tự nhủ: nếu cứ thế này thì sống thế nào? Mà mình thì còn phải sống ở đây 5-10 năm, một đời. Ấy thế rồi cái ý nghĩ cục máu ở trong bụng nàng, rồi đây chỉ trông cậy vào có một mình nàng, bỗng làm cho nàng bạo dạn lên một chút. Nàng đi khắp gian buồng một lượt, rồi mình tự bảo mình: nào có cái gì mà phải sợ. Nàng xót lại then cửa,
nhòm ra bên ngoài, rồi lấy tay run run những chấn sông cửa sổ. Ồ, chắc như thế này, sợ gì? Nàng lại ra giường, đặt con dao diếp mở sẵn ở gần mình, rồi tắt đèn. Nhưng đèn vừa tắt, cái đêm tối kéo đến vây bọc, nàng đã thấy lòng hóp lại và chân tay run lên. Tinh thần nàng vẫn tỉnh, vẫn mắng mình là sợ hãi một cách vô lý, nhưng xác thịt nó cứ thế. Nàng lại phải nhổm dậy đốt đèn. Lần này thì nàng không dám tắt nữa, nàng vặn nho nhỏ. Có ánh sáng, da thịt nàng không run nữa, nàng tự nhủ. Mai phải mua cái đèn Hoa Kỳ cho nó đỡ tốn dầu, chứ cái đèn này dù nhỏ thế kia một đêm cũng mất đến mấy xu. Nàng cần phải tiết kiệm, mua đồ đạc, bát đĩa, các thứ đã mất gần 30 rồi, lại còn ăn từ nay cho đến khi đẻ, lại lúc đẻ bao nhiêu thứ tiền. Nhưng cho dù tiết kiệm đến thế nào thì rồi có ngày số tiền đem đi cũng phải hết. Phải tìm một việc buôn bán gì, hay phải kiếm đâu ra một công việc làm. Nàng tính kỹ lưỡng, nếu sau này có con, bỏn sẻn chỉ 20 đồng là dư dật. Còn bây giờ thì nàng không mượn người ở, dư muối qua loa, tháng chỉ 7-8 đồng. Nàng từ chối không lại ăn cơm nhà chữ, vì nàng xét thấy ít ra một tháng cũng phải trả 10 đồng. Ở đây nàng cho thằng nhỏ dưới nhà một tháng 5 hào, nó gánh nước cho nàng, còn mọi việc nàng đều tự làm lấy. Nàng dự tính từ nay cho đến khi đẻ rồi cứng cáp, nàng cũng phải tiêu hết 100, cũng còn hơn 300. Nếu kiếm được một chỗ làm công hay một việc buôn bán gì thì số hơn 300 ấy để phòng khi ốm khi đau. Tương lai cũng có thể vững vàng, nhưng buôn gì, xin việc gì bây giờ? Cứ ngồi không ăn thì núi cũng phải lở. Cái lo về ngày mai xoáy xuống lòng nàng như một lưỡi khoan. Một khi nàng đã không thể về nhà thì sự kiếm kế mưu sinh đối với nàng là một vấn đề sống chết. Nàng nghĩ đến sự tử tế của vợ chồng chữ, nàng định bụng sáng mai sẽ sang hỏi kế hai người. 10 giờ cơm nước xong, nàng khóa cửa cẩn thận rồi sang. Chữ lúc ấy đi vắng, có một mình vợ ở nhà. Sau khi nghe Hợi giải bày tâm sự thì vợ chữ nói ngay. Cô... Lúc này vợ chồng chữ đã gọi Hợi bằng cô. Chân tiểu thư không xốc vác gồng gánh được, vài 400 bạc vốn thì buôn gì, thà cứ để đấy mà tiêu dần, chứ lờ ngờ dở ra buôn bán thì lại hết ngay. Nhưng bà tính, ăn hết rồi thì lấy đâu mà ăn nữa. Sau này có cháu, lại còn phải nuôi cháu, tôi thì chẳng còn có chỗ nào nhờ cậy được nữa rồi. Vợ chữ nghĩ đi nghĩ lại, chẳng còn cách gì, liền nói liều. Thì cô hãy cứ yên tâm, chờ cho đến khi mẹ tròn con vuông cứng cáp, rồi lúc ấy ta sẽ tính. Còn vài tháng nữa thôi, chưa sinh nở thì chưa tính cách gì được. Chữ hớn hở ở ngoài bước vào. Có thế chứ, tìm được việc làm rồi. Tháng 60, 30-40 thì thà chết đói không thèm làm. Vợ chữ vỗ vào con. Thế thì may, chứ cũng sắp hết tiền rồi đấy. Quay nhìn Hợi. Cứ vợ chồng tôi thì chả lo, chỉ lo có trẻ. Chữ treo mũ lên mắt. Sở này nhiều việc, cô cứ yên tâm, rồi tôi sẽ xin việc cho cô. Sức học của cô có thể làm thư ký được. Thư ký nhà buôn có cần chữ mấy đâu, đổ cơ thủy thế là thừa đủ rồi. Nhưng cô không biết đánh máy chữ, nếu biết đánh máy chữ thì có thể lương cao. Học có thể được không? Có thể lắm. À, để tôi mượn một người bạn cho cô một cái máy cũ để cô tập. Tập trong vài 4 tháng đánh thạo, nếu gặp việc có thể được 40-50. Em chỉ cần được 1 tháng 20 thôi. Nếu thế thì xin làm chân bán hàng cũng được. Có chỗ nào ông làm ơn xin hộ. Chữ vội gạt đi. Cô cứ chịu khó học đánh máy chữ đi, vài 4 tháng. Sau khi cô sinh nở rồi, tôi sẽ kiếm việc 30-40 cho cô. Chứ bán hàng thì suốt đời 20, lên đến 25 là cùng. Được, cô đừng lo. Cô gặp vợ chồng tôi thì vợ chồng tôi xin hết sức giúp cô. Ngày mai tôi mới phải đi làm, để chiều tôi đi lấy máy chữ về cho cô. Sự dùng thì giờ trong một ngày của Hợi đầy đủ đến nỗi nàng cảm thấy như là sung sướng. Mỗi việc đều có một cái nghĩa, không bao giờ nàng thấy buồn. Sáng nàng dậy từ tờ mờ đất, quét dọn nhà cửa, rồi tập đánh máy cho tới 9 giờ. Lúc ấy nàng mới đi chợ về thổi cơm. 11 giờ cơm nước xong, nàng lại đánh máy chữ, đánh cho tới khuya mới thôi. Lúc nào mỏi tay lắm, nàng liền dở ra khâu áo cho con. Tuy cần phải tiết kiệm,
Nhưng quần áo và cái giường của con nàng không dè sẻn. Nàng muốn rằng con nàng sẽ không thiếu thốn một tí gì. Vì chăm chỉ như thế nên chỉ trong 2 tháng nàng đã đánh máy thạo. Chữ liền tìm việc về nhà cho nàng đánh thuê. Thành ra một ngày nàng cũng kiếm được 7 hào đồng bạc. Sau khi nhận được chục đồng bạc tiền công đầu tiên, nàng mừng hớn hở: "Thật là một sự may mắn cho tôi và cho cháu mà gặp được ông bà." Chữ vội nói ngay: "Sao cô nói thế? Ở đời người ta giúp nhau, cô cứ vững dạ. Lúc sinh nở xong, tôi có thể kiếm cho cô ngay ở sở tôi một việc làm có thể được 40. Cảm ơn ông, khi tôi sinh nở, trăm sự lại phải nhờ bà." "Được rồi, được rồi. Nhưng cô định nuôi vú cho cháu, hay cho bú lấy, hay cho ăn sữa bò?" "Tôi định nuôi lấy, vì sữa mẹ bao giờ cũng tốt." "Đành thế, nhưng cô không thể như nhà tôi. Bảo chỉ ở nhà trông con, cô còn phải đi làm. Nuôi vú thì khó chọn được người có sữa tốt, và một khi trẻ đã mến, nó làm mặt, làm mũi khó chịu lắm. Bây giờ cô cứ mượn một người u già, rồi cho cháu ăn sữa bò là ổn." "Vâng, nhưng ít ra sau khi đẻ vài 3 tháng, tôi mới có thể đi làm được. Chờ đến lúc ấy nếu thế nào tôi sẽ liệu." "Cũng chỉ còn độ hơn tháng nữa cô nằm chỗ. Vậy cũng cần mướn u già ngay đi cho nó quen việc. Và cô cũng nên lâu lâu đi chơi đi chiếc cho nó giải trí. Chứ cứ cả ngày ngồi trước cái máy thì cũng hại cho sức khỏe. Nếu cái thai là khác, người ta cũng không nên cố lắm. Cần phải biết giữ gìn sức khỏe. Cô bây giờ chỉ có một thân một mình, nhỡ một cái..." Câu ấy làm cho Hợi hoảng sợ. Phải, nàng chỉ có một thân một mình. Một thân một mình để chống chọi cho đứa con sắp ra đời. Nàng thấy rằng cái nhiệm vụ của nàng còn dài. Nàng cần phải dè dặt sức khỏe. Nàng tưởng tượng chẳng may bây giờ nàng ốm, nàng thấy như sắp phát điên vì sợ hãi. Từ đấy nàng không dám làm việc quá sức nữa. Nàng tự phát một cái chương trình làm việc. Trong đó nàng dành 2 giờ về buổi chiều để đi chơi giải trí. Hôm ấy vợ chữ đưa nàng lại nhà cô đỡ thăm. Rồi nhân thể cả 2 đều lên phố để mua những thứ thuốc cần dùng. Hợi đã phòng bị đủ cả, thật là không còn thiếu một tí gì. Mua bán xong, 2 người vừa ở hiệu thuốc ra thì Hợi thấy một cái xe vút đi qua, mà người ngồi trên xe hình như là người hàng xóm nhà mình. Chẳng nói chẳng rằng, nàng vội vàng kéo vợ chữ lên xe, bảo kéo mau về ấp. "Ấy, tôi còn phải chạy ra chợ Đồng Xuân mua ít thứ. Thôi để lần khác bà à." Quay lại nhìn thấy mặt Hợi tái nhợt, vợ chữ hỏi ngay: "Cô làm sao thế?" "Tôi chẳng làm sao cả. Sao cô lại run thế này?" "Trong người tôi thấy ớn ớn." "Thôi thế cô về trước đi, tôi còn cần phải lên chợ Đồng Xuân." Hợi ngồi xe lấy một bàn tay che lên mặt, mà còn sợ người ta nhận biết mình. Ở bất cứ người đi đường nào, nàng cũng như thấy bóng dáng của người nhà mình. Cô đỡ bảo nàng chỉ còn chừng nửa tháng nữa thì đẻ. Nếu cha mẹ nàng biết nàng ở đấy, lên bắt về. Nàng dục dã anh xe kéo mau mau. Anh xe đã chạy hết hơi, thấy nàng cứ thúc mãi bèn phát gắt: "Chạy thế này chứ còn chạy thế nào nữa?" Nghe cái giọng gắt của anh xe, nàng mới biết mình kỳ quái. Xe đổ, nàng còn quay lại xem có ai đuổi theo không, mới dám vào nhà. U già ở dưới bếp lên trông thấy nàng cũng hỏi ngay: "Mợ làm sao mà mặt tái mét đi như thế kia? Tôi thấy trong người khó ở." Mà nàng khó ở thật. Nàng thấy lạnh lạnh ở 2 bên lưng và choáng váng cả đầu. U già bảo nàng đi nằm, rồi lấy dầu xoa khắp cả mình mẩy cho nàng. "Mợ phải cảm đấy, mợ phải coi chừng, ngày sinh tháng đẻ sắp đến nơi rồi." Buổi chiều hôm ấy nàng thấy không muốn ăn cơm, và đến đêm thì sốt. Tuy da thịt nóng rừng rực nhưng bụng nàng vẫn tỉnh. Vì tỉnh nên nàng lo. Mối lo của nàng thì thực là phức tạp. Nàng lo đủ mọi thứ, nhưng cái mà nàng lo nhất là nếu có người nhà biết đến tìm nàng về. Nàng nghĩ đến cha mẹ, nàng nghĩ đến các em, nàng nghĩ luôn đến cái dư luận của tỉnh Thái. Sau khi nàng đi, chỗ nào nàng cũng tìm thấy những đau đớn. Nàng chỉ lo Yến bị cha mẹ nàng tra khảo, phun ra chỗ ở của nàng, mặc dầu nàng đã bắt Yến thề độc. Lúc ấy nàng lại mừng rằng đã không lại ở những chỗ quen mà Yến đã giới thiệu cho nàng. Nàng tin thế nào cha mẹ nàng cũng cho người về lùng tìm nàng một cách ráo riết tại Hà Nội. Đành rằng bây giờ nàng cứ ở chuối trong nhà, nhưng một mai đây nàng phải đi làm thì còn làm sao trốn được. Vì cứ nghĩ miên man như thế mà cả đêm nàng không ngủ, rồi cơn sốt lại cứ tăng lên.
Trưa hôm sau, vợ chữ sang thăm nàng. Sờ lên trán thấy nóng rẩy, vợ chữ vội vàng bảo: Người có chữa mà sốt là lôi thôi lắm, phải gọi đốc tờ mới được. Nghe nói đến đốc tờ, hời nghĩ ngay đến sự tốn tiền. Tôi thấy trong người cũng không mệt lắm, tưởng chẳng cần phải gọi. Gọi bây giờ ít gì tiền công, tiền thuốc các thứ cũng tốn đến chục bạc. Ô, tùy từng cái tiếc, ốm đau thì không thể tiếc được, để mệt nặng thì sau này lại tốn tiền hơn, mà đằng nào cũng vẫn phải chữa. Cô phải nghe tôi. Hai người đương bàn tán thì chữ sang. Chữ sang đây lần này là lần đầu. Nghe tin Hợi mệt thì mới sang, còn trước kia có việc gì muốn nói với Hợi đều sai vợ đi. Thoạt vào chữ nói ngay: À, nhà cửa bày biện trông có vẻ đấy, không có gì thế mà trông cũng hay hay. Nào, sốt xí ra làm sao? Soàn thôi đấy chứ. Vợ chữ giả nhờ ngay: Sốt thì chả sao, nhưng chỉ lo có chữa mà sốt. Tôi bảo cô ấy đi mời đốc tờ, nhưng cô ấy lại tiếc tiền. Chữ đang nhìn mấy bức ảnh treo ở trên tường, quay lại: Thế thì tôi đã có cách, mình cứ ngồi đây với cô ấy nhé. Chừng một giờ sau, chữ dắt Khả lại, rồi bảo với Hợi: Anh Khả học năm thứ tư trường thuốc, có thể xem cho cô được. Sau này cô đẻ rồi, anh ấy sẽ tiêm cho cô, cũng như anh ấy đã tiêm cho nhà tôi, đỡ tốn bao nhiêu là tiền. Hợi lắc đầu ngay: Thôi, tôi chả dám phiền ông ấy như thế. Chữ nói ngay: Anh ấy cũng như tôi, có gì mà phiền. Hợi rất không muốn, nhưng vì nể vợ chồng chữ quá, không biết làm thế nào, đành phải để cho Khả xem. Khả xem ngực, xem mạch cho nàng, xem mắt, lưỡi, rồi bảo: Không sao, chỉ cảm soàng thôi, bà cứ nằm yên nghỉ ít ngày thì rồi tự nhiên khắc khỏi. Đây, tôi cho một cái đơn, bà mua thuốc uống mỗi ngày 3 lượt thì vài hôm tự khắc khỏi. Rồi mỗi ngày tôi sẽ lại thăm bà 1 lượt. Hợi nói ngay: Vâng, xin ông cho tôi cái đơn. Còn sự thăm hàng ngày tôi thì tôi không dám phiền ông. Chữ nhìn nét mặt băn khoăn của Hợi hiểu ngay: Thôi, thế cũng được. Anh cứ viết đơn đi. Còn bệnh tình thế nào rồi nhà tôi nói với tôi sẽ nói với anh. Cô ấy muốn tránh những tiếng tăm, kể cũng phải. Hợi vội vàng nói ngay: Không phải thế, nhưng quả tình rằng tôi không dám phiền. Ba hôm sau cơn sốt đi, nhờ về thuốc cũng có, mà nhờ về chỗ Hợi nghĩ lại, nhủ mình không nên lo những cái không đáng lo cũng có. Nàng đinh ninh rằng dù cha mẹ có biết chỗ nàng ở đây gọi về, nàng cũng không có về. Nghĩ đến đứa con, nàng thấy đủ can đảm để đối đầu. Bây giờ nàng chỉ cần xếp đặt mọi việc, để trong khi đẻ có thể nằm yên tĩnh dưỡng cho mau lấy lại sức khỏe, để chồng chóng có thể đi làm. Cái đó là việc cần nhất, còn mọi việc khác nàng cho là những vấn đề phụ. Biết vợ chồng chữ là người tử tế, trước ngày đẻ nàng đem tiền và đồ vàng lại gửi. Vợ chồng chữ giãy nảy không chịu nhận: Nhà tôi trống trải lắm, nhỡ một cái. Hợi phải khẩn khoản: Tôi bây giờ tôi đã gặp ông bà thì ông bà cũng nên thương tôi như em út, trong khi sinh nở. U già thì biết thế nào mà tin nó được. Nhưng ở đây cửa ngõ cũng sơ sài. Chữ thấy Hợi khẩn thiết liền bảo vợ: Thôi, mình cứ giữ hộ cô ấy, bất quá 10 hôm cô ấy về thôi mà, trộm nào có thể vào được cái nhà này. Kể tiền cô ấy thì để ở nhà cũng không tiện, mà đem đi nằm nhà đẻ cũng không tiện. Cô ấy chỉ có ngần ấy, nhỡ u già nó thừa lúc cô ấy đẻ mê man mà cưỡng đi thì thật khốn đốn. Vâng, tôi cũng ngại thế. Và ở nhà đẻ tôi xem ra kẻ ra người vào cũng nhiều lắm. Thôi, ông bà cứ nghĩ thương tôi là hết. Vợ chữ mở cái gói ra kiểm thì thấy có 3 đôi vòng, 1 chuỗi hạt vàng, 3 cái nhẫn với 300 bạc. Tôi nhờ ông, thành ra đánh máy cũng kiếm được gần 100 bạc, nên sống được mấy tháng đấy. Cho nên tiền ăn, tiền nhà, tiền may mặc không phải tiêu vào đến vốn. Cô cứ yên chí cho nó chóng cứng cáp, thế nào tôi cũng kiếm được việc cho cô. Đánh máy khá như thế, cô có thể hy vọng được tháng ít ra là 40. Giá cô giỏi chữ một ít nữa, có thể tự mình thảo thư từ thì còn hy vọng nhiều hơn nữa. Ấy, tôi cũng đánh máy như cô, mà tôi vào đâu cũng công cao, là vì tôi có thể trông nom tất cả thư từ, chủ chỉ có việc ký. Trước kia nhà tôi nghèo, cũng chỉ cho học được đến cái bằng cơ thủy, rồi tôi phá ngang. Nhưng tôi chịu khó xem sách, thành ra dần dần nó cứ vỡ thêm ra. Cô muốn sau này có tương lai thì sau đây đi làm, cô nên xem sách thêm vào. Vâng, tôi sẽ xin nghe ông.
Vả sau này nếu tôi chẳng xem sách cũng chẳng còn có việc gì làm. Nằm cùng một buồng với Hợi là Quế, một cô gái nhảy. Hợi đến thì Quế đã đẻ được 3 ngày, một đứa con gái rất kháu. Kháu ấy là ta theo cái tiếng gọi của các bà đỡ và các người đã có con, ước đoán được hình dung của đứa bé sau này. Chứ kháu gì cái cục thịt đỏ hỏn lèo nhèo như con chuột chưa mở mắt ấy. Hợi thoạt vào nhìn đứa bé, thấy mọi người bảo kháu thì cũng ừ hử là thế, chứ trong thâm tâm nàng chẳng thấy kháu tí nào. Ấy thế mà Quế thì cứ cả ngày hôn huýt, trừ khi nào chợp ngủ đi thì chẳng kể. Chỉ 3 giờ sau là Hợi biết hết chuyện Quế. Đứa con này là kết quả của những cuộc nhân tình phiệu sau những đêm trác tán. Quế thật nhiều nhân tình mà đứa con thì không cha. Bởi thói đời ai cũng chỉ muốn hưởng khoái lạc mà chẳng ai muốn chịu những trách nhiệm. 4 ngày nay rồi chẳng có một ai vào thăm Quế cả, chỉ có một con sen nhỏ 2 buổi mang cơm rồi lại về. Vì thế mọi việc nàng đều phải nhờ ở người trong nhà đẻ làm cả. Xem chừng nàng ít tiền nên những người phụ cũng không săn sóc mấy. Con sen chỉ là con sen người ở cùng nhà với nàng vì ái ngại cho nó đem cơm lại cho nàng ăn mà thôi. Mãi chiều hôm thứ tư, lúc Hợi thu xếp cất các đồ vặt vặt vào ngăn kéo thì mới thấy có người bạn vào thăm Quế. Quế trông thấy bạn là cất tiếng khóc. Người bạn hết sức can mà Quế vẫn chẳng nín. Rồi Quế vừa khóc lóc vừa kể lể với bạn. Đấy chị xem, chúng nó đểu thế không? Lúc săn sắn thì tình tình nghĩa nghĩa, đến bây giờ chẳng thấy mặt mũi một thằng nào. Từ nay thì em vạch mặt chúng nó ra, chẳng tình bánh với thằng nào nữa. Thế chị lấy đâu ra tiền? Mấy thằng này bụng to, không đi nhảy được, thành ra có tí đồ vàng nào bán cả. Bây giờ còn thiếu 3 đồng tiền nhà thương, không còn biết làm thế nào. Người bạn lưỡng lự một lát. Nhiều thì không có, bởi chị còn lạ gì cái cảnh chị em mình. Nhưng 3 đồng thì em có thể cho chị vay được, để mai em cầm vào cho chị. Nhưng ở đây ra thì lấy gì mà ăn? Có cố gượng lắm thì 1 tháng nữa em mới có thể đi làm được. Mà đi làm thì phải cho cháu ăn sữa. Nhiều khi em cứ muốn chết đi cho rảnh. Người bạn lại vỗ về. Chết thì thiệt thân thôi, cứ chịu khó nuôi nó, may ra sau này nó khá giả thì được nhờ nó. À, thế nào, đã khai sinh chưa? Có biết rõ là chữa với ai không? Em thì bảo là với thằng Quý, nhưng nó nhất định không nhận. Nó còn nhận gì để phải nuôi nấng lôi thôi. Chúng nó chỉ biết có cái lúc vui thôi. Thế thì làm thế nào? Lấy tên ai mà khai sinh? Bà đỡ nói với em không cần phải có bố cũng khai sinh được, chỉ phải khai tên mẹ thôi. Bà đỡ và 1 người nữa sẽ đi khai hộ mình. Người bạn chép miệng. Thế là con đẻ hoang. Muốn đẻ gì thì đẻ, bây giờ em còn cần gì cái tiếng. Miễn làm sao kiếm được đủ ăn để nuôi cháu, và như thế lại hay. Cháu sau này hoàn toàn về em trông coi. Sau khi người bạn Quế đi rồi, Hợi nghĩ mãi về câu chuyện của họ, thì con nàng cũng đến khai là con đẻ hoang, bởi nó tuy có bố mà là không có bố. Lúc ấy nàng cũng thấy xấu hổ một khi phải nói với bà đỡ đi khai hộ mình như thế. Nhìn Quế còn sùi sục khóc, nàng cũng thấy rưng rưng nước mắt. Đến khi thấy Quế cúi xuống hôn con, hôn lấy hôn để, rồi Quế chùi nước mắt nói với con. Thôi mặc kệ đời, mợ chỉ sống cho con thôi. Hợi là thấy mình đủ nghị lực để chịu tất cả những sự xấu hổ, miễn sao đứa con được ở với nàng mãi mãi. Nàng lại thấy ái ngại, Quế là người đồng cảnh với mình. Nên khi Quế thấy nàng có bình Thermos xin uống, nàng liền bảo. Bà cứ để bên ấy mà dùng, và bà muốn sai gì cứ bảo ui già tôi nó làm giúp. Chú thích: bình Thermos tức là bình thủy. Hết chú thích. Quế thấy Hợi dễ dãi như thế liền bắt chuyện. Sau mấy câu chuyện hàn huyên, đến những câu chuyện tâm sự, nó làm cho Hợi đau đớn bội phần. Các bà có chồng con đẻ đái thật là sướng. Cái cảnh chúng em nghĩ cực muôn phần. Giá có đồng tiền nó còn khả chợ, đồng tiền lại cũng không có nốt, thành ra cực biết ngần nào. Hợi cứ làm thinh, còn không biết nói làm sao. Than thở chán, Quế liền hỏi một câu làm cho Hợi hoa mắt. Thưa bà, ông nhà ta làm ở đâu? Chắc chốc nửa giờ tan sở, thế nào ông cũng vào thăm bà. Hợi thấy tê cả mặt, nàng vội vàng giả nhờ một câu để cắt đứt những sự hỏi han lôi thôi.
Cậu cháu làm việc ở đường ngược, chúng tôi về đẻ ở đây có một mình. Trên ấy nước độc lắm, cậu cháu không dám cho tôi đẻ ở đấy. U già mới đến ở không biết chuyện gì cũng chêm vào. Nhưng khi mợ đẻ cứng cáp rồi, thế nào cậu chẳng về đón mợ lên? Nước độc thì con không đi theo mợ được đâu đấy. Hợi lại phải nói xui, không đi thì thôi. Quế thay tả cho con xong, lại quay sang hỏi chuyện Thời. Bà chắc đêm nay thì dở dạ. Vâng, cô đỡ bảo đêm nay. Bụng bà to thế kia, chắc đứa con to lắm. Cháu bé nên em đẻ dễ. Ấy thế mà cũng mất mấy giờ. Đẻ xong chắc bà phải tiêm thuốc. Tôi cũng chưa biết. Tiêm thuốc thì chống mạnh lắm. Các bà ở trên gác đều tiêm thuốc cả. Duy có em nghèo là không có tiền tiêm thuốc thôi. Ấy thế mà tháng sau em lại phải đi làm. Em chỉ lo bị sản. Nói đến đấy Quế nhìn con rồi sầm mặt lại. Em mà có làm sao thì cháu khổ thôi. Hợi vội vàng an ủi. Bà chỉ nói dài, còn yếu ớt, bà đừng nên nghĩ lôi thôi, nó hại cho sức khỏe. Bà bảo, có một thân một mình, chẳng nghĩ thì làm thế nào? Nhưng nghĩ có ít thì hẳn nghĩ, bà còn yếu lắm đấy, nghĩ có ít gì. U già cũng chêm vào. Cái máu đàn bà đẻ là ghê lắm, mợ tôi nói phải, bà đừng có nên nghĩ nữa, bà chỉ nên ăn nhiều cho nó khỏe. Những câu Hợi nói với Quế, nàng có cái cảm tưởng như là mình nói với mình. Vì thế cho nên khi 8 giờ, vợ chồng Chữ đến thăm nàng, nàng liền vờ sai U già đi đun nước, rồi nói hết sự tình với vợ chồng Chữ, nhờ Chữ sau này đi khai sinh hộ mình. Nhưng nàng không nói quê quán của nàng, nàng đã nhất định đặt tên cho con là Ngọc, mặc dầu trai hay gái. Tôi muốn sau khi đẻ xong được yên ổn tĩnh dưỡng, vậy trăm sự xin nhờ ông bà giùm bọc cho. Cần thuốc thang thế nào xin ông bà chỉ bảo cho. Tôi chỉ muốn cho chóng mạnh để đi làm. Vợ Chữ nghe nàng nói xong liền nắm tay nàng. Cô cứ bình tâm, cô đã có lòng tin vợ chồng tôi, vợ chồng tôi sẽ giữ kín cho cô. Nhưng chỗ chị em tôi bảo thực một điều này, nghề đời là họ hay bình phẩm lôi thôi. Hễ từ nay có ai hỏi cô thì cô bảo có chồng đi làm xa, ấy thế là êm chuyện nghe chưa? Vâng, em xin nghe. Còn nếu có muốn thuốc thang cho chóng mạnh thì phải nhờ bác sĩ Khả, bác ấy tiêm. Bác ấy tiêm giỏi lắm, mà thuốc bác ấy mua cũng được rẻ, được trừ hoa hồng nhiều lắm. Tôi đẻ cùng một tay bác ấy trông coi, bác ấy đứng đắn tử tế, lại là bạn thân của nhà tôi, cô đừng ngại. Chữ nói thêm, tôi xin đảm bảo cho cô, không có sự gì không đẹp đẽ xảy ra đâu. Y là người có nhân cách, cô cứ để mỗi ngày y đến tiêm cho cô một lần. Chứ người khác thì nhiều tiền lắm. Vâng, thì tôi xin nghe nhờ ông bà. Thôi thì cũng không còn biết làm thế nào. Không, cô đừng lo. Nếu có sự gì cô cứ trách vợ chồng tôi. Mẹ con còn nhiều khi quặt quẹo, phải nhờ đến thầy thuốc luôn. Mấy thằng bé nhà tôi được anh ấy trông nom cho, thành ra ít khi ốm. Sắp làm sao anh ấy đã biết rồi. Anh ấy ở Hàng Lộng, đi xe đạp lên ấp chả mấy chốc. Nếu cô không muốn mang ơn thì sau này mua cho anh ấy cái quà giấm ba đồng. Vợ Chữ xua tay. Anh ấy chả lấy đâu. Để tôi ép nó thì nó phải lấy. Cô đỡ ở trên gác xuống, đứng lại ở cạnh giường Hợi. Bà ấy độ nửa đêm nay hay đến sáng cũng chưa biết chừng. Vợ Chữ nói ngay. Lúc ấy thì chúng tôi không đến được. Thôi trăm sự nhờ bà trông coi cho cô nó. Ông bà đừng lo, chúng tôi ở đây cẩn thận lắm. Thế cô đây là em bà? Vâng, em tôi. Hợi nghe vợ Chữ nói thế, liền nhìn vợ Chữ bằng một cái nhìn đầy cảm ơn. Rồi khi cô đỡ đi rồi, nàng liền bảo vợ chồng Chữ. Thôi, em bây giờ một thân một mình, anh chị nên coi em như là em của anh chị. Con Quế lúc ấy khóc. Quế đang ngủ, choàng dậy. Hợi chỏ Quế rồi nói sự tình của Quế cho hai người nghe. Sau nàng kết luận, nếu em không gặp anh chị là người phúc đức thì cũng đến như cảnh cô ta. Chữ vốn người ngay thẳng và nóng nảy liền bảo, nếu có phải cô đã coi như chị em anh em trong nhà thì từ giờ cô đừng nói những câu nặng tình như thế nữa. Vợ chồng Chữ muốn cáo từ thì Hợi cố giữ, anh chị về làm gì, anh chị ở đây với em một chút nữa. Ấy, tôi phải về cho cháu bú chứ. Ờ nhỉ,
Thôi thế anh chị về, nhưng anh chị nhớ năng đến thăm em nhé. Được rồi. À, thế mai cứ để cho anh Khả đến thăm, để anh ấy xem tình hình rồi thuốc thang cho dễ. Hợi gật đầu. Hợi khó đẻ, trở dạ một ngày một đêm. Đến khi lấy được đứa con ra thì nàng ngất đi vì huyết ra nhiều quá. Nhưng đến khi nàng tỉnh, nhìn thấy cục thịt đỏ lờm người ta đặt bên cạnh nàng, nàng liền vờ ngay lấy, hôn để. Hôn đã mệt, đã hết hơi, nàng mới ngồi lặng thinh chống tay nhìn. Nàng thấy nó khấu quá. Không cầm được lòng, nàng cúi xuống sát tận mặt nó, rồi sẽ gọi. Thằng Ngọc của mơ. Lúc ấy thì bao nhiêu đau đớn nàng đều quên hết. Nàng thấy lòng mình rộng mở cho mọi sự yêu đương. Nàng sẵn sàng tha thứ tất cả cho loài người. U già thấy nàng cứ chống tay ngồi mãi như thế liền can. Mợ nằm xuống không mỏi. Bà chịu dặn con không cho mợ được ngồi nhiều. Phải bảo mợ nằm. Ông bà ấy có đến đây không? Ông bà ấy đến đây mấy lần. Chờ mợ sổ, mợ ngủ mới về. Lại có cả cái ông nào ấy nữa. Ông ấy tiêm cho mợ 2 phát thuốc. Ông ấy dặn con đến chiều hôm nay, ông ấy lại đến. U già lấy chai nước nóng đặt lên bụng Hợi. Hợi đặt tay lên mình con, rồi nhắm mắt. Nàng vừa thiêu thiêu ngủ thì nghe giường bên có tiếng khóc. Nàng mở mắt nhìn U già. U già cúi xuống thì thầm. Khóc luôn đấy mợ à. Thiếu tiền, giả tiền nhà thương. Có người chị em bạn hẹn cho vay mấy hôm nay không thấy lại. Cô ấy nhờ con sen đi cầm áo, nhưng chỉ cầm được có đồng rưỡi. Hợi thấy nao nao ruột, nàng quay sang gọi Quế. Thôi, bà đừng khóc nữa, bà có cần tiền thì tôi cho bà vay đây này. Quế vẫn tấm tức. Tôi đâu dám, tôi biết bà là ai mà dám quấy quá bà. U già lại thì thầm. Mợ hơi đâu, cho người ta vay thì rồi biết bao giờ người ta giả. Hợi không để ý đến lời nói của U già, luồn tay xuống dưới gối, lấy ra 5 đồng giơ về phía Quế. Đây, tôi cho bà vay để bà giả tiền nhà thương. Quế vẫn còn ngần ngại, thì một người làm phụ ở đấy đã đỡ lấy 5 đồng mang lại cho Quế. Thôi thì bà ấy cho cô vay, cô cứ cầm lấy, rồi sau này cô có cô giả. Quế ngùi ngùi cầm lấy số tiền. Cảm ơn bà, thế nào lúc em đi làm em cũng giả bà. Nhà bà ở đâu nói cho em biết, em sẽ mang lại tận nhà. Thôi đi, bao giờ bà giả tôi cũng được. Nhà tôi ở ấp. Quế còn nói nữa nhưng Hợi đã thấy giấc ngủ kéo đến. Nàng mở mắt là nàng quay sang với con. U già vừa thay tả cho Ngọc vừa bảo nàng. Mợ ngủ nhiều quá. Cái ông làm thuốc ban sáng đến chờ đã lâu. Bây giờ ông ấy đang ở ngoài kia nói chuyện với cô đỡ. Ông ấy bảo khi nào mợ dậy thì gọi ông ấy, để ông ấy tiêm nước bể nước biết gì cho mợ đấy. Kìa, ông ấy đã vào kia kìa. Khả vào cùng với cô đỡ. Cô đỡ thấy Ngọc đang khóc the thé bảo. Cha, nó khóc to quá, thằng này hẳn là sâu nghịch lắm. Hợi nghe câu ấy trong lòng thấy thinh thích. Nhưng thưa cô, nó khóc nhiều quá. Không sao, không sao, khóc nhiều tốt, bà ngủ được thế là tốt. Bây giờ bà thấy thế nào? Sức đầu và mệt lắm, ngủ thì cứ thấp thỏm. Khả lúc ấy mới bảo cô đỡ. Chị đi lấy đồ vào đây để tôi tiêm nước bể cho bà ấy. Trước khi quay đi, cô đỡ còn bảo Hợi. Tiêm nước bể vào tốt lắm, đừng có sợ đau nhé. Cô đỡ đi rồi, Khả ôm tồn bảo Hợi. Bà ra huyết nhiều lắm, phải tiêm nước bể thì mới chống mạnh được. Tôi làm nhẹ tay lắm, bà đừng có sợ đau. Nhìn thấy cái kim to tướng, Hợi đã hết hồn. Lại thấy tiêm vào bụng, Hợi càng sợ. Vừa lúc ấy thì vợ chồng Chữ đến, đem vào cho Hợi 1 cân giò. Vợ Chữ nói ngay. Thứ thuốc này thay máu tốt lắm. Ấy trước tôi cũng thế, cô cứ nằm yên. Hợi nhắm mắt không dám nhìn. Sau khi thấy nhói ở bụng, Hợi mở mắt thì thấy Khả đang nâng cái ống cao su. Đấy, tôi đã nói trước với bà mà, chỉ như kiến cắn chứ có đau đâu. Quay sang cô đỡ. Mỗi lần tắm, chị nhớ lấy siro rửa miệng cho bé con nhé. Được rồi, được rồi. Tôi khác trông coi cẩn thận, anh không cần phải dặn. Thế còn thuốc tiêm của bà ấy? Cứ để mỗi sáng tôi đến tôi tiêm. Bà thấy rứt đầu lắm phải không? Hợi gật đầu.
Khả móc ra một ống thuốc. Nếu thế mỗi lần nhức đầu bà uống một viên này, bé con có khóc thì mặc nó, cứ cho nó uống nước đường trong 24 tiếng đồng hồ. Rồi sau nếu bà chưa có sữa cho nó bú thì hãy cho nó bú tạm sữa bò vài bữa. U già vội nói ngay, chả phải sữa, xin bà bên cho cháu bú được rồi. Khả hỏi cô đỡ bằng tiếng Pháp, cô ấy có bệnh tật gì chứ? Không, không sao. Nếu thế thì cho cháu bú cũng được, nhưng cứ 4 giờ mới cho bú một lần. Và sau này bà cũng nhớ cho cháu bú có giờ, như thế thì vừa khỏe mà không hay quấy. Lần đầu tiên thằng Ngọc múc những giọt sữa ở vú nàng ra, nàng thấy sung sướng, một thứ sung sướng không bờ không bến, mặc dầu vừa đau vừa buồn. Nhìn đôi môi đỏ của nó cử động, nàng tưởng chừng như nhìn thấy một cái gì huyền bí. Nàng tưởng chừng như nó ăn nhập vào với nàng. Nàng tưởng chừng như bao nhiêu mạch sống của nàng đều được đem trút hết cả sang cho nó. Bây giờ nàng đã hiểu hết cả cái sung sướng của người được làm mẹ. Nàng tự bằng lòng mình đã không nghe nhờ Yến, nếu nàng nghe nhờ Yến. Nghĩ đến đấy, nàng không dám nhìn thằng Ngọc nữa. Một lát sau thấy thằng Ngọc không múc nữa, nàng mới mở mắt. Thằng Ngọc đã ngủ rồi, những giọt sữa trắng còn dính đầy trên môi nó. Nàng gượng nhẹ đặt con vào cái giường nhỏ bên cạnh, rồi sẽ lấy khăn mặt lau môi cho nó, vừa lau vừa nựng. Con tôi bú no là con tôi ngủ khi? Nàng bâng khuâng tự hỏi, nếu đi làm thì còn làm sao cho con bú được, mà không cho bú thì uổng quá. Khả bảo sữa mẹ tốt lắm, rồi nàng tính giờ làm. Sau một lúc tính toán, nàng sung sướng tự nhủ, mà mình cứ cho nó bú, lúc nào mình đi làm nó đói cho nó ăn sữa bò, lúc mình về thì mình lại cho nó bú. Nhưng nàng còn lo, cho bú như thế thì không tốt cho đứa bé chăng? Hết tập 2. Còn tiếp.